Đây là một cái loại cây mà nó giúp đỡ được cô bác anh chị mình rất là nhiều, nhất là những cái bệnh ngoài da. Nhưng á, đôi khi nhà chúng ta trồng một hàng nhưng chúng ta không có biết thì chúng ta sẽ không sử dụng được. Đây, các anh chị mình thấy không ạ? Đây là cây đơn đỏ hoặc là cây đơn lá đỏ hoặc là cây đơn mặt trời. Thì cây này nó có thể hỗ trợ điều trị cho chúng ta về viêm da cơ địa, mề đay mẩn ngứa, hậu zona thần kinh và rất là nhiều bệnh khác mà hôm nay Phan Hải sẽ chia sẻ cho quý cô bác chị mình. Mình sẽ bẻ một ít và mình sẽ chia sẻ cho cô bác chị mình ha. Đây, cô bác chị mình thấy không ạ? Khi mà cô bác chị mình bị mất ngủ hoặc là bị mẩn ngứa hoặc là bị hậu zona thần kinh hoặc là bị ngứa ngoài da, mẩn đỏ, ngoài cái việc chúng ta nấu lá chùm ruột chúng ta tắm hoặc là nấu lá khế chúng ta tắm từ bên ngoài thì chúng ta sẽ điều trị từ bên trong cái loại lá này. Đây là loại lá, loại cây hay trồng kiểng ha. Các anh chị mình quan sát kỹ ha. Cái này rất hay trồng cảnh, cây kiểng nè. Ở dưới lá thì nó màu đỏ như thế này, người ta còn hay gọi là cây đơn đỏ. Mặt lá ở trên nó màu xanh như thế này nha. Rồi, khi mà chúng ta bị mẩn ngứa, mề đay mẩn ngứa hoặc là mất ngủ hoặc là bị hậu zona thần kinh nó gây đau nhức hoặc là bị mẩn ngứa ở trên da thì chúng ta sẽ sử dụng từ 20 gram đến 30 gram cái lá của cây đơn đỏ này. Đây, ví dụ như thế này, chúng ta sẽ bứt cái lá của nó, đây bứt cái lá của nó 20 gram đến 30 gram một nắm như thế này, tương đương với một nắm như thế này, tươi, ngâm qua nước muối loãng, rửa nước sạch để ráo, bỏ vào một cái nồi, đổ cho Hải 500ml nước sạch hoặc là nửa lít, rồi nấu sắc lại cho Hải còn 1/3 nước ban đầu hoặc là còn 150ml. Và chúng ta sẽ chắc lấy cái nước đó và chúng ta sẽ chia 2 lần uống trong ngày, uống sau bữa ăn 5 đến 10 phút. Và như vậy nó sẽ trị từ bên trong, trị ra. Trị bệnh thì chúng ta sẽ trị bệnh từ gốc nha. Rất là tuyệt vời. Ở gần đây người ta đang chạy máy, người ta làm gì ạ? Hơi ồn, âm thanh nó không được như ý, cô bác anh chị mình thông cảm cho Hải ha. Khi mà cô bác anh chị mình bị viêm da cơ địa thì chúng ta sử dụng cái lá này như thế nào? Ví dụ cái lá như thế này, cô bác anh chị mình lấy cho Hải 5 lá tươi như thế này, viêm da cơ địa nha. Lấy 5 lá tươi như thế này, ngâm qua nước muối loãng, rửa nước sạch để ráo, giã nát. Trong khi giã, bỏ cho Hải nửa muỗng cà phê muối ăn vào hoặc là muối hạt vào, nửa muỗng, giã cho nát luôn. Sau khi giã nát rồi, cô bác chị mình đổ cho Hải một cái ly nước lọc ba cao như thế này, nhỏ như thế này, đổ vào và quậy cho thật đều, vắt lấy nước đó. Cái nước đó chúng ta sẽ uống một lần và cái bã còn lại chúng ta sẽ đắp vào cái chỗ mà chúng ta bị viêm da cơ địa. Đơn giản không cô bác chị mình? Đôi khi cái cây này á, là nó ở ngoài đồng, nó ở ngoài đường, ở trước cửa nhà chúng ta trồng trong vườn để đẹp, nhưng chúng ta đang bị bệnh nhưng chúng ta không biết. Thì như vậy thì nó sẽ rất là uổng phí. Không những nó trị được bệnh ngoài da, nó còn trị được cái bệnh viêm đại tràng. Bởi vì trong cái cây này nó có rất là nhiều cái chất kháng viêm kháng khuẩn. Khi mà chúng ta bị viêm đại tràng, ở đây Hải nói chung là viêm đại tràng, Hải không phân biệt là viêm đại tràng hay là viêm đại tràng có thắt đó. Khi mà chúng ta bị viêm đại tràng, chúng ta muốn sử dụng cái cây đơn đỏ này thì chúng ta sẽ lấy cho Hải là cái lá này chúng ta sẽ đem về phơi khô. Phơi khô xong của anh chị mình sao vàng, hạ thổ và để vào bịch chúng ta sử dụng dần. Mỗi lần sử dụng của anh chị mình lấy cho Hải là từ 15 đến 20 gram. 1 kg nó có 1.000 gram. Chúng ta chỉ lấy 15 đến 20 gram thôi. Bỏ vào một cái nồi, đổ cho Hải 1 lít nước và nấu sắc lại cho Hải còn 300 ml nước. Có nghĩa là nấu sắc lại còn 1/3 nước ban đầu. À, gần 1/3. Hơn 1 xị đó. 1 lít thì nó có 4 xị, mỗi xị có 250ml thì chúng ta sẽ sắc lại còn 300ml. Và 300ml đó, và trong khi chúng ta sắc á, trong khi chúng ta sắc thuốc thì chúng ta sẽ bỏ 3 lát gừng vào. Gừng tươi ha, bỏ 3 lát vào để chúng ta sắc thuốc. Sắc còn 300ml chúng ta sẽ chắc lấy nước ra. Và 300ml nước đó chúng ta sẽ chia làm từ 2 đến 3 lần chúng ta uống trong ngày, uống sau bữa ăn 5 đến 10 phút. Như vậy thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta điều trị viêm đại tràng. Rất là tuyệt vời. Đơn giản như vậy thôi. Và đây là cái lưu ý cho cô bác chị mình đây. Ai mà hay bị chảy máu ngoài hoặc là bị chứng đông máu
thì chúng ta không được sử dụng. Và nếu khi mà chúng ta bị bệnh nặng thì chúng ta nên phối hợp với phác đồ điều trị của Tây y. Ở đây là những cái bài thuốc để hỗ trợ. Nếu chúng ta đang sử dụng phác đồ điều trị Tây y hoặc của Đông y thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái này. Chúng ta uống thuốc Tây 2 giờ thì chúng ta sẽ uống thuốc này. Nó sẽ giúp cho chúng ta là mau hết bệnh rất là tốt. Và Hải đã chia sẻ rất là nhiều cái công dụng từ cái đơn lá đỏ này cho cô bác anh chị mình để hỗ trợ một số bệnh ngoài da, bệnh viêm đại tràng cho cô bác anh chị mình. Bữa giờ cũng rất là nhiều cô bác anh chị mình hỏi Hải là hậu zona thần kinh thì chúng ta sẽ có cái lá cây gì để chúng ta hỗ trợ không? Thì trong khi chúng ta điều trị phác đồ điều trị Tây y về bệnh zona thần kinh, hậu zona thần kinh mà nó gây đau nhất ở các chùm dây thần kinh, thì chúng ta có thể sử dụng cái lá này để chúng ta có thể hỗ trợ rất là tốt. Hãy có một cái video phân biệt giữa zona thần kinh và dời leo rất là rõ ràng. Thì cô bác chị mình nếu mà muốn tham khảo thì chúng ta sẽ vào YouTube và gõ là phân biệt zona thần kinh và dời leo. Thì như vậy thì chúng ta sẽ có được cái video phân tích đó. Rất là nhiều người nghĩ rằng zona thần kinh là dời leo và dời leo là zona thần kinh. Nhưng sự thật nếu mà chúng ta tham khảo cái video này thì nó sẽ rõ ràng. Hãy tham khảo rất là nhiều cái trang khoa học mà người ta đã phân tích. Thì zona thần kinh, bệnh dời leo người ta cũng gọi là zona. Nhưng cái zona dời leo và cái zona thần kinh nó khác nhau. Nó khác nhau rõ ràng và nguồn gốc bệnh nó lại khác nhau. Nha. Lưu ý là zona cũng gọi là dời leo cũng là zona, nhưng zona thần kinh là nó khác. Nha các bạn chị mình nha. Như vậy thì cũng đã xong. Thì mong rằng những chia sẻ của Hải thì nó sẽ cho cô bác anh chị mình tham khảo thêm một số cái vấn đề, một số cái thông tin về một số cái loại cây dược liệu mà chúng ta có thể là chúng ta đang trồng hoặc là chúng ta thấy hàng ngày nhưng chúng ta không biết. Thì như vậy thì cái chia sẻ của Hải thì nó sẽ giúp cho cô bác anh chị mình hiểu thêm về những loại cây dược liệu. Nhưng khi chúng ta đang bệnh nặng thì chúng ta nên, cái quan trọng nhất là chúng ta nên khám bệnh để biết nguồn gốc bệnh. Và chúng ta sẽ theo cái phác đồ điều trị của Đông y hoặc Tây y. Và những bài thuốc Hải chia sẻ có thể chúng ta sử dụng để hỗ trợ thêm. Một người trên một cục sắt 50kg nó sẽ rất là nặng. Hai người trên một cục sắt 50kg nó sẽ nhẹ bớt đi một nửa. Chúng ta đang điều trị Tây y nhưng chúng ta có thể hỗ trợ thêm những bài thuốc nam thì nó sẽ giúp chúng ta mau hồi phục. Đặc biệt khi chúng ta đang bị bệnh và chúng ta đang điều trị thì cái quan trọng nhất là chúng ta nên kiêng cử. Trị bệnh mà chúng ta không kiêng cử, chúng ta không kiêng cử những cái món ăn, thức uống hoặc là những cái thói quen của chúng ta mà nó gây ra bệnh đó, thì như vậy thì chúng ta điều trị bệnh thì nó sẽ rất lâu hết, đôi khi nó sẽ không hết. Cái quan trọng nhất là như vậy, chúng ta phải kiêng cử và tuân theo phác đồ điều trị Tây y hoặc Đông y, đồng thời kết hợp thêm những cái cách dân gian như thế này để hỗ trợ thì nó sẽ rất là tuyệt vời. Rồi, thì cuối video Hải cảm ơn và chúc quý anh chị mình có sức khỏe thật thật dồi dào và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Video Hải đến đây, Hải xin được kết thúc. Bây giờ xin chào, xin hẹn gặp lại quý quán chị mình vào video tiếp theo.